Phạm Tiến xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang trên đường đi đến hang Thẩm, thì mình sẽ quay lại cái quá trình mình chạy xe xuyên hang Thẩm cho các bạn cùng xem và cũng như là khám phá. Thì còn khoảng tầm 200m nữa chúng ta sẽ tới hang Thẩm Khách Bình Gia nha các bạn. Và hai bên đường chúng ta thì có những cái nhà của người dân. Thì ngay cái hang Thẩm này thì xe có thể đi qua được. Và bên trong hang Thẩm Khách là một thung lũng và một ngôi làng của người dân, một bản làng. Mình chạy rất chậm nhưng mà có gió cho nên là cái tiếng nó sẽ bị ù ù bởi gió nha các bạn. Và còn 100m nữa là chúng ta sẽ đến nha các bạn. Mình sẽ ghi hình lại quá trình đi xuyên hang. Hang này là đi xuyên núi luôn á nha các bạn. Đây là miệng hang. Đã đến miệng hang các bạn, mình sẽ dừng chân lại để ghi hình cho các bạn xem. Rồi mình bắt đầu quá trình đi xuyên hang nha các bạn. Đây là mình thấy có thể thấy được những cái lô cốt hồi xưa người ta xây dang dở đó, người ta xây. Đây, hôm nay mình thấy là nơi đây cũng đang hot, đang được rất là nhiều bạn đã chia sẻ về cái nơi này. Mình quay sơ ở đây cái rồi mình sẽ tiếp tục đi xuyên hang. Thì cái này là những cái này là hồi xưa người ta xây để mà quân đóng đô đồ các thứ. Này giống vết đạn quá ta. Mình sẽ đi lên trên nha các bạn. Này chắc là những vết đạn hồi xưa còn sót lại. Ui, trong cái phòng này khá là tối luôn. Ui trời. Hôm nay là cái nơi hơi tối cho nên mình sẽ quay từ đây cho các bạn xem. Trong đây là rất là nhiều đồ hành nghề của các anh ma té. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuyên hang nha các bạn. Đây rất là rộng luôn, y như là chúng ta đang ở trong một cái thế giới khác vậy đó. Chưa đi nha, chưa đi sâu vô trong nha. Chỉ mới có ngoài đây thôi, còn đi vô sâu nữa không khác gì chúng ta đang ở một trong cái biệt thự nguy nga tráng lệ luôn. Rất là rộng. Ở đây có mấy em nhỏ đậu xe đạp điện ở đây đi đâu nè. Đây những cái lô cốt, những cái xây dựng. Đây, rất là rộng luôn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi xuyên hang nha các bạn, đi xuyên qua hang này luôn. Cái đèn siêu sáng của mình nó đang bị trục trặc. Mình sẽ chạy sơ trong đây để mà ghi hình cho các bạn xem. Đây có một cái khu quân sự. Không biết là cái này hồi xưa hay là sau này. Rất là dày đặc luôn. Thì hiện tại thì bây giờ là bỏ hoang rồi, không có còn sử dụng nữa. Rất là tối các bạn, càng vào sâu càng tối. Trong đây rất là rộng và rất là nhiều phòng luôn. Cái này có thể là chứa được hàng ngàn người ở trong đây. Và đường đi thì nó không được bằng phẳng cho nên là nó sẽ hơi gập ghềnh. Rất là nhiều căn phòng ở trong đây. Đấy, thì đây là mới ngoài thôi. Đây là những cái công trình mà hồi xưa là sử dụng để mà quân đội sử dụng đó các bạn. Nói thẳng ra là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì họ đã không có sử dụng những cái công trình này nữa. Cho nên là họ bỏ hoang. Và hang này thì đi sâu vào bên trong. Là một xuyên qua cái hang này là một cái bản
rất là nhiều bạn trẻ đã đi phượt qua đây và ghi hình lại. Rất là nhiều căn nhà của binh lính hồi xưa. Trong đây khá là ẩm ướt các bạn, cho nên đường khá là trơn nha, cho nên cũng hơi mạo hiểm. Đường này thì xe hơi đi được mà. Cái công trình rất là dữ dội. Qua vô đây thì nó có những cái con đường nữa nè. Mình thật sự thì cũng hơi lo ngại khi mà đi cái đường này, vì lần đầu tiên mình đi một cái con đường mà nó tối như thế này, mình lạnh nữa các bạn. Bạn cameraman của mình nói vô đây lạnh lắm luôn, và phải nói là không có gì để diễn tả được ở trong đây, vì nó rộng mà ta nói là trong một cái ngọn núi mà lại có cái công trình khủng khiếp như thế này, quá. Với lại là trong đây là một cái công trình nó quá khủng khiếp các bạn, mà tối thui luôn vậy đó. Mà đây nè, có rất là nhiều cái công trình họ xây để mà giống như là những cái ngôi nhà vậy, ở vậy. Hơi tối không thấy được rõ lắm. Đây là những cái công trình mà vẫn còn sót lại. Đường được cũng được làm luôn nha các bạn, chứ không phải là đường đá nữa, mà con đường được làm luôn. Được làm đan luôn. Chạy rất là êm. Tối thui luôn, tối 100% luôn. Nếu mà không có đèn trời sáng thì chắc là mình cũng không thấy được gì luôn. Và giống như những cái căn nhà mà các bạn thường thấy, những cái ngôi nhà mà người ta xây ở, thì trong đây cũng vậy. Có thể là đây cũng là một cái khu nhà nè các bạn thấy không, giống như cái khu lô cốt vậy đấy. Đó, rất là nhiều luôn, tuy là ở trong hang trong núi nhưng mà rất là nhiều công trình được xây dựng ở trong đây. Quá khủng luôn, lần đầu tiên luôn. Rất là nhiều luôn các bạn. Nếu mà đủ ánh sáng thì mình sẽ quay cho các bạn. Mình đi hồi nãy giờ qua rất là nhiều luôn. Rất nhiều luôn, không còn từ gì để diễn tả trong cái khoảnh khắc này nữa. Trong hang này là 2 cây số hay 3 cây số, mấy cây số á, mà tao mới nói là lần đầu cho mình giống như là mình đang đi trong một cái thế giới khác. Lần đầu tiên từ Nam ra Bắc, đây là lần đầu tiên mình đi cái nơi như thế này. Wow, có xuống nè các bạn. Có những dốc đi lên và những cái dốc đi xuống. Mình không biết miêu tả như thế nào cái cảm giác của mình ra sao về nơi này nữa. Rồi bạn Caramel mình phán một câu là giống đi xuống 18 tầng địa ngục. Nghe không ớn, có xe đi lại các bạn. Mình phải tắt cái đèn lại cho mà xe ta đi. Có chó nữa. Có chó đi theo nữa kìa. Đây là người dân trong bản đi ra các bạn. Wow, rất là dài luôn, rất là dài luôn, và hang rất là rộng. Vô đây lạnh lắm các bạn, vô đây chắc là 10 mấy độ à, khá là lạnh luôn. Nếu mà không bận áo khoác, không chuẩn bị đồ chú áo chắc là rét á, bị rét liền. Có những cái thạch nhũ chiếu nữa. Hình như là mình đã ra tới cái miệng hang ở bên phía núi, ngọn núi bên đây. Đây là một giống như là mình đã sang qua thế giới khác, nói thẳng như vậy. Nãy giờ là mình đang đi xuống địa ngục, và bây giờ là bắt đầu mình đã ra được ánh sáng, mình đã thấy được ánh sáng. Và bên đây là một cánh đồng cỏ, xung quanh là núi, và trong đây là không có sóng điện thoại, cũng không có bất cứ công nghệ nào, điện cũng không có, đường dây điện, toàn là núi và núi thôi. Và quay trở lại thì nhìn thấy một cái hang tối thui. Một cái hang tối thui rất là quy mô luôn. Ở đây chỉ thấy có bò và bò thôi. Wow, quá tuyệt vời các bạn. Thì ở đây thì cũng có những bạn trẻ, những bạn phượt thủ này kia đồ đi trải nghiệm giống như mình. Thì
mình đã đi xuyên qua hang thẳm nha các bạn, hang thẳm khách. Thì đây là một cái hang quân sự, nhưng mà bây giờ đã bỏ hoang rồi, họ không có còn sử dụng nữa. Và rất là nhiều phượt thủ ở khắp nơi chinh phục cái hang này. Và khi đến gần hang thì rất là lạnh. Ở đây thì cũng có một cái nhà của người dân nữa nè. Đây có cái nhà người dân, người ta hái cây gì quá trời luôn nè. Đây này, có cái nhà nè các bạn thấy không? Đó, có cái nhà ngay chân miệng hang luôn. Và đây là hang. Rất là tối luôn. Và thấy hang này thế nào? Và thật sự thì bên trong khá là nhiều những cái ngôi nhà hồi xưa người ta xây dựng để mà ở đó các bạn, rất là nhiều luôn. Wow, tới đây thì nhiệt độ nó khác hẳn liền, y như là cái máy lạnh mười mấy độ vậy. Và cái tiếng mình bắt đầu có cái tiếng vang. Wow. Mình là một người ở trong Nam mà ra đây được đi vào hang này để khám phá thì quá là tuyệt vời luôn. Vì từ trước tới nay mình chưa từng được đi xuyên hang như thế này bao giờ. Đây là lần đầu tiên của mình. Và thật sự
xuyên màn đêm giống như mình đang đi vào một cái thế giới khác vậy đó. Và sau khi mà mình đi ra hết hang là mình sẽ thấy một cái luồng ánh sáng như thế này. Thật sự thì rất là tuyệt vời. Và không biết nói gì hơn nữa. Video này của mình thì cũng không thể nào mà đi xuyên đi bộ bằng đường này được. Tại vì nó khá là tối các bạn thấy không? Không thể nào thấy được cái đường đi nước bước ở trong đây. Chỉ có một cái đoạn đó thôi. Đấy. Bạn thấy sao về video đi xuyên hang của mình? Các bạn nhớ like video để cho mình có động lực tiếp tục ra những video thú vị khác và tiếp tục khám phá những địa điểm thú vị khác để chia sẻ đến với các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau trên kênh Phạm Tiến nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.